Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại với House of Iron 4 với mod mới đi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi mod rằng là Heart for of Ice and Fire gì đó. Nói chung rằng là nó dựa trên series Game of Thrones với cả The Song of Ice and Fire. Thì chúng ta sẽ chơi thử hôm nay bởi vì nói chung rằng là mấy cái vid House of Iron 4 này rất nhẹ luôn. Mình đăng rất dễ dàng và mấy cái vid như kiểu Three Kingdoms kia thì nó sẽ mất khoảng tầm là 3 GB gì đó và mình sẽ mất cả tối để mình có up lên được. Thì hôm nay rằng là mình vẫn lười nên các bạn thông cảm, mình vẫn sẽ quay tiếp tục là House of Iron 4 cả Shogun 2 là cái gì đó trong vài ngày tới chứ không phải là Three Kingdoms Show. Vậy đó, chúng ta sẽ chơi là scenario, là chúng ta sẽ chơi là A Game of Thrones bởi vì rằng là cái A Feast for Crown thì nó mới đang thử nghiệm. Thì cái này rằng là năm 1936 thì khi mà Robert Baratheon đã chết và chúng ta mới giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thôi. Còn A Feast for Crown là khi mà Robb Stark đã bị giết chết. Và đó, thôi cứ vào đi. Cái này mới thử nghiệm nhá. Nên rằng là chơi nó cũng không hoàn toàn là thích cho lắm đâu. Nên là các bạn cứ chơi cái bản gốc đi là A Game of Thrones và select scenario. Và đúng như tên gọi là chúng ta hôm nay sẽ chơi là House Stark. Và do người đứng đầu là Eddard Stark và mình đang không hiểu tại sao rằng là Eddard còn sống. Mình tưởng là chết rồi cơ. Ok, và chúng ta còn một số cái nữa. What the fuck? Từ từ đợi tí. Sự kiện nào? Ever since hóa ra rằng là nó vẫn chưa chết đâu, Robert chưa chết đâu. Thôi rồi thì cứ kệ đi cái và chúng ta sẽ chơi là House Stark và chúng ta sẽ bắt đầu đi cái. Và để cho là historical AI focuses và bắt đầu. Boom. Và rồi ok, mod này cũng khá là nhẹ nên chúng ta sẽ chơi khá thoải mái thôi. Thì chúng ta có một số người đặc biệt như rằng là House Targaryen ở phía bên này. Nó thực sự nó chẳng có gì cả bởi vì khu vực này nó mấy khu vực này nó chẳng có gì lắm cả, nó toàn là sa mạc và đủ kiểu ấy. Thì vậy nên rằng là nó có 5 nhà máy dân sự cả 2 nhà máy quân sự, nó hơi có bất ngờ đấy. Mình cực kỳ bất ngờ. À, và nói chung rằng là tất cả các gia đình House Stark 7 vương quốc ở trong cái Seven Kingdoms này nó đều khá là ngang nhau về sức mạnh. Thì chúng ta có là tầm 37 tầm 30 nhà máy dân sự đến 37 nhà máy dân sự đó. Cũng không phải là có House Baratheon thì mình nghĩ rằng là phải liên minh với cái thằng là The Crown Land nhỉ. The Crown Land đông quân với cả tất cả mọi thứ đông khá đông. Tuy nhiên là về cái nền tảng kiểu nền tảng cái công nghiệp của nó hơi kém. Nhà máy dân quân sự nó có 6 với cả là 11 12 nhà máy dân sự này. Còn lại kiểu House Tyrell này, Dorne này, Lannister này thì nó đều cũng khá là ok. Lannister nó khá là giàu về cái mặt là military factories. Chứ còn lại quân sự nó cũng khá là ngang mình thôi. Quân sự mình cũng khá là ok, 22-28. Và rồi ok, chúng ta có một cái National Focus Tree riêng. Nó không phải hoàn toàn riêng lắm nhưng mình nghĩ là cũng khá là ok. Nói chung mấy cái này đều là như bình thường thôi. Bên này rằng là thủy binh, là quân sự và cuối cùng là công nghiệp. Và chúng ta sẽ có một cái là National Focus Tree riêng. Và bây giờ đầu tiên là mình sẽ muốn xử lý thằng Bolton. Thằng này nó khá là chó nên là chúng ta sẽ cần phải xử lý luôn đi. Rally the Lords. Và rồi ok, sau đó rằng là chúng ta sẽ nghiên cứu gì đó đây. Mấy cái này thì nó cũng như bình thường thôi. Nó không phải là mod overhaul hẳn thực sự ý. Nó không phải chuyển hoàn toàn hết mà xem mọi thứ ra. Rồi ok, xây dựng cho tôi chắc là cho mình khoảng tầm là thêm vài nhà máy quân sự đi á. À dân sự đi á. Rồi chúng ta sẽ đầu tư mọi nhà máy quân sự này. Free Military Factories chúng ta đang có 14 cái thì bây giờ rằng là như bình thường là mình sẽ đầu tư cả motorized nữa và chúng ta đầu tiên thêm súng này, thêm cho mình là artillery này và có gì rằng là cho mình thêm máy bay đi cái Into Warfighter chờ từ đợi đi, mình không có quân đội xe tăng nào cả. Rồi ok thì cũng không đến mức đâu. Sao mò mòn bọn này nhiều quân đội đấy. Chúng ta liên minh bọn nó thì vấn đề rằng là chúng ta sẽ cần phải xem là bọn nào liên minh bọn nào cả. Thì mình đang không hiểu tại sao ấy là House Baratheon là nó không à đâu, The Crown Land ấy là nó phải là người đứng đầu của tất cả các cái bọn kiểu là sẽ là người phiên là tất cả các vương quốc khác ấy, sẽ là phiên dậu bọn này. Với cả rằng là khi mà có cái sự kiện là Robert Baratheon chết đi thì sẽ có sự kiện là chúng ta sẽ được thoát ra khỏi cái phiên dậu đấy. Cái này hơi có nhảm đấy. Nhưng nói chung rằng là chúng ta không mong chờ gì quá nhiều. Và chúng ta sẽ sản xuất thủy binh như bình thường. Thêm vào đây, thêm vào đây. Chắc là hạ bớt này cho tôi chơi. Ba cái, rồi ok.
Và còn Melatonin Factory thì chúng ta sẽ không đầu tư vào cái việc là xe tăng đâu nhá, bởi vì rằng là mình không cần thiết lắm. Rồi ok, tất cả mày sẽ tập trung cho tao về đây cái hai hai thằng Great John Umber. Rồi ok, và cho tôi lên speed 4 đi cái. Cái này khá là mượn mà, bởi vì đây là mod nó khá là nhẹ nên là chúng ta cũng thoải mái thôi. Mình sẽ cần cả military experience cái đấy. Rob Stark, rồi ok, khá đẹp trai. House Stark is one of the oldest line of Westerosi nobility by far, claiming a line of descent stretching far back. Rồi ok. Mình nói thẳng ra là mình chưa bao giờ xem phim cả. Mình đọc hết truyện rồi thì mình có thể tự tin rằng là mình khá là ok. Mình nói hết sạch chuyện luôn rồi. Chuyện mình có gì mình đọc hết luôn. Night of Seven Kingdoms này, sau đó là cả cái bộ series đấy mình đọc đi đọc lại khoảng tầm 2-3 lần gì đó rồi. Đọc bằng tiếng Anh luôn nhá, đọc nguyên bản luôn. Thấy chưa? Mình giỏi chưa? Admin 9 chấm đọc reading đấy. IELTS luôn. Rally the Lords. Và mình không hiểu tại sao rằng là... Nói chung rằng là chúng ta sẽ có 3 vấn đề ở đây. Đầu tiên là the Bolton Problem mà chúng ta sẽ xử lý bọn nó. Hoặc là cho bọn nó cưới cái Hornwood Compromise thì bọn nó sẽ cưới về cái bà Hornwood ấy. Sau đó ally thì mình tất nhiên rồi là chúng ta với là con người bình thường là chúng ta sẽ không bao đồng ý cái việc là liên minh bọn Bolton, bọn nó khá là chó. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ cần phải xử lý vấn đề về mấy cái vùng đất là Riverlands, thì chúng ta sẽ cần phải xử lý mấy là một là xử lý bọn nó tấn công và declare war, hai là chúng ta sẽ liên minh bọn nó. Mình hăng ấy là cái việc là intervene in the Riverlands thì nó hơi có điều một chút, bởi vì mẹ của Robb Stark với cả tất cả các người Stark bây giờ trừ Eddard Stark ra với cả trừ John ra thì đều là gì nhỉ, Tully, quên mất tên rồi, chả nhớ lắm, nhưng mà nói chung là Tully thì cái bà sẽ không bao giờ đồng ý là kiểu intervene in Riverlands và declare war bọn House Tully đâu, không bao giờ đâu. Thế nên rằng là chúng ta cái này là hơi điêu điêu một chút. Và còn Ties to the Veil thì cái việc rằng là chúng ta mà demand Sisterton thì nó hơi có khó, bởi vì rằng là nếu mà demand cái đấy thì chúng ta sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ với bọn Arryn ấy. Thì Robb Stark một cái việc rất quan trọng khi mà lên ngôi là rất muốn là lôi cái bọn Vale of Arryn vào, tuy nhiên đã fail. Thì nếu bây giờ mà chúng ta đòi Sistercon kia thì có nghĩa rằng là chúng ta đang hơi có gây nhiều kiểu cho làm cho bọn nó ghét mình hơn nữa ấy. Thì cái việc như vậy nó hơi có cũng điêu nốt. Thôi rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ tập trung vào biên giới của bọn là Bolton nhá. Bọn nó khá là yếu. Mày cho mặt chó đấy nhở. 8 đến 4 sư đoàn thì chúng ta cũng khá là ok này. Non-line, chúng ta đang ở Democratic. mình có thể cho khởi nghĩa cộng sản được không? Đợi tí nào. Unite the Seven Kingdoms thì cũng ok. Làm được tốt thôi, thoải mái. Cũng không phải lo lắm. Tuy nhiên rằng là mình sẽ cử được ai bây giờ? Rồi ok, Ned Stark đã đi xuống phía nam để làm Handler King bởi vì John Arryn đã chết. What the fuck? Georgian Reed là Daily Communism Support. Cái thằng mà nó đi tiên tri này. Prince Joffrey Heritage Questioned. Là nghĩa rằng là cái dòng dõi của vua Robert thì rằng là họ coi rằng là Joffrey là nó không phải là con trai của Robert. Chúng ta sẽ cần một reinforce rate này này. Sau đó rằng là cái production chúng ta vẫn đang khá là ok chăng? Có khi là mình sẽ cần cải thiện nữa đấy. Thì bây giờ đầu tiên rằng là cái infantry division chúng ta cũng đang khá là ok này. Khá là yếu. Từ từ đấy, có khi là chúng ta sau khi xử lý xong the Red Fort thì chúng ta sẽ lấy cái military experience kia để chúng ta sẽ trang bị thêm một số cái quân đội đi, bởi vì là cái combat width của mình hơi kém một chút. Army regrouping cũng được ấy. Rồi ok, Buffett, what the fuck, không được à? More than 10% world tension thì cũng chưa được. Military financing armored. Keep patrol duty to the Ironborn này chúng ta không nên này, bởi vì mình cũng không quan tâm về bọn nó lắm đâu. Đây, chúng ta sẽ construct infrastructure. What the fuck? Để chúng ta sẽ đầu tư vào construct industry và develop poorer regions để thêm nhà máy và cũng infrastructure đủ kiểu.
Cái này bao nhiêu cơ? 2, 3, 4, 5. Ok. Khá là ngon. Thêm được 5 slot để chúng ta sẽ khá là ổn định về cái việc sức mạnh chúng ta đấy. Cứ xây dựng đi đã, rồi chúng ta tính sau này. Bring back Theon Greyjoy. Ok. Nói chung rằng là chúng ta sẽ không bị mai phục đâu đó đúng không? House of Tully bọn này như nào? National Forestry khá là ok đấy. Cũng không hoàn toàn ok lắm đâu, nó cũng hơi chán đấy. Nếu nó mà nói về Lannister sao? Lannister để chúng ta xem nào, Dinan Stark và bọn nó sẽ có là Hear Me Roar. Đây là cái câu cửa hiệu của nhà Lannister sao? Remove Robert Baratheon. Không biết bao giờ bọn nó mới làm thế nhỉ? Kiểu bây giờ là mình vẫn đang đợi khá lâu ấy. Vũ khí chúng ta dần dần là full rồi thì bây giờ rằng có lẽ là mình sẽ bắt đầu cho training cái nhỉ, để cho chúng ta lại sẽ lấy thêm cái experience gì cái nào, và chúng ta sẽ vào đây là cho mình một cái military tourist để thêm cái military experience. Free folk. cộng sản này, the others ở đây và fascist và bọn này sẽ như nào? What the fuck? Well, Aaron has no Russian pact with others. Ok. Mình nghĩ là cũng ok thôi, không phải lo đâu cả. Tờ là Construct Industry đã nhá. Rồi chúng ta mới tính đến việc rằng là liên minh bọn Aaron hay là lấy cái sister con kia. Sister con là ba cái đảo này, là Three Sister này. Là Three Sister ấy, là cái cảng cái đảo này nó bị tranh chấp giữa nhà Stark và Arryn từ rất lâu rồi ấy. Mình đọc khá là nhiều về chủ đề này và mình cũng nghiên cứu khá là nhiều. Bây giờ không nhớ lắm đâu. Tất cả mọi thứ rằng là ngày trước mình đọc sách nhiều chứ mình nhớ chứ bây giờ rằng là nó kiểu lâu lắm rồi ấy. Nên rằng cái đầu óc của mình nó không phải nhiều quá nhiều. Nói chung là sau khi mà chúng ta thêm năm nhà máy dân sự đây, chúng ta sẽ khá là ok về mặt công nghiệp này. Thì bây giờ rằng là mình nghĩ sẽ nên đầu tư thêm một số về cái quân sự đi. Quân sự mình nghĩ rằng là chắc là cho mà nhà máy về vũ khí nhỉ, vũ khí mình nó hơi thiếu quá đấy. Tình trạng vũ khí của mình nó đang đỡ dần dần đi. Chủ yếu rằng là mình đang cho cái military exercise ấy, nên là attrition nó hơi cao một chút. Trước còn lại cũng khá là ok này. Còn về đây chúng ta xin cứu vệ Imperial Artillery này. Establish a new realm. What the fuck? Cái việc mà cắm đồ khu vực của Dragonstone này nó quá yếu ý. Nếu mà không có rồng là không thắng ở đâu. Bởi vì ngày xưa rằng là cái thằng Aegon Targaryen ngày xưa ấy thì rằng là nó cũng cắm ở chỗ đấy. Nó cũng cắm là định đồ đấy. Thì tuy nhiên rằng là tại sao mà thắng được? Bởi vì rằng là nó ok like what the fuck. what the fuck. Thực sự đấy what the rồi rồi, mình đang nói gì nhỉ? Ngày xưa rằng là Aegon Targaryen là nó đã chiến thắng được. Tại vì sao? Bởi vì nó có rồng. Nó cùng một cái địa điểm như thế, cùng với số lượng đảo và quân đội như thế thì nó thắng được là bởi vì nó có rồng. Chứ bây giờ rằng là cái ông là gì nhỉ? Cái tên rồi. Stannis Baratheon tuy rằng là một nhà quân sự đất tài nhưng mà không có rồng nên là ông sẽ thua. Mình vẫn đang không chuyện gì xảy ra đây cả. Thực sự đấy. Và tại sao rằng là cái thằng Maurice Torres lại có khuôn mặt của Patton? Cái gì nhỉ? Đọc cái gì nhỉ? Đẹp trai, Euron Greyjoy. War against trade, shipping, đủ kiểu. Sao bọn này hình đẹp ấy nhỉ? Mà sao mà stock nó lại kém ấy?
Remember Balance Rebellion thì bây giờ Ironborn Tradition Mobilize the Population. Nó không có kiểu declare war cái gì cả nhỉ. Join Mother Dragons ở đây. Take the Reach, go after Dawn, go after the Stormland. Cái vấn đề rằng là chúng ta sẽ cần phải nâng lên cái World Tension lên 10% ấy, để có thể gọi rằng là declare war bất cứ ai ở đây. À rồi ok, bây giờ chúng ta hoàn toàn intervene the Riverlands được, bởi vì rằng là bọn nó không còn là democratic nữa. Bởi vì nó cộng sản rồi, thì chúng ta làm gì cũng thì được. Ok, chuyển đi, chuyển đi, chuyển đi, chuyển đi. Tuy nhiên rằng là cái bọn Tulin này là bọn nó cũng có sức mạnh cũng không phải vừa đâu. 2146 á. Máy bay của nó cũng ngang mình, quân sự nó cũng ngang mình thì cũng hơi khó đấy. Chúng ta đầu tiên sẽ demand Sistercon ở đây. Sau đó rằng là chúng ta sẽ hủy cái này đây. Và cho tôi cái lệnh tấn công xuống đây này. Bởi vì chúng ta sẽ cần phải có lệnh để cho rằng là cái boost từ cái việc là chúng ta có lệnh từ trước ấy. Đợi tí này, Paratroopers á. Winter Expert cũng khá là ngon ấy, nhưng mà mình cũng chưa cần này. Probing Attack, Camouflage Expert, Skirmisher này. Chắc là chúng ta sẽ cần phải đẩy mạnh việc chiêu mộ đi nhỉ. Tầm 4 sư đoàn nữa đi, để cho chắc chắn tí. Và sau đó rằng là chúng ta sẽ nghiên cứu về máy bay đi. Tactical Bomber cái nào. À đợi tí, hủy bớt này nhỉ. Sau đó rằng là chúng ta sẽ cần phải add thêm lực lượng này. Infantry này, Infantry này, Infantry này. Ơ sao không có Frey đây nhỉ? Bởi vì Frey là cái bọn The Twins ở đây này. Thì cái vấn đề rằng là mình không nhìn thấy đâu cả. Nếu mà bây giờ mình sẽ pop hết cái bọn Thuli thì rằng là chúng ta sẽ chiếm cái tỉnh Frey đã nhá. Và cho thôi thêm nhà máy quân sự đi nào. Cho thêm vài cái nữa đi. Chiếm hết từ bọn này chúng ta sẽ khá là ok nhỉ. Mình nghĩ là sức chúng ta cũng khá là đủ để xử lý bọn nó đấy. Không phải sợ lắm. Chúng ta mà chuyển được cái The Old God sang Phaser 7 thì sao? Mọi người population cũng khá là ok. They will live to regret this. Chúng ta sẽ chuẩn bị declare war đi. Bao giờ hết hạn? Ok, hai năm nữa cơ. Chúng ta thoải mái đi. Và chúng ta sẽ sắp hết House of Bolton đi cái. Bây giờ mình sẽ muốn xử lý nó luôn đi. Bởi vì chúng ta đang muốn cái sức mạnh ấy, chúng ta sẽ cần phải xử lý bọn này đi cái. Bởi vì này là con mồi dễ hơn, chúng ta sẽ chiếm bọn nó trước. Và sẽ ok này. Và cho tôi ở đây này. Tại sao bọn này là Elite Wolf God thì bọn nó lại có lại kiểu cái template nó kém này. Khá là tệ đấy. Tôi đợi tí. Chúng ta sẽ cần phải chuyển tất cả bọn này sang cái template bình thường cái. Ờ đâu bình thường cái nào. Cancel cái đã. Chuyển sang template bình thường cái đã nào. Sau chúng ta sẽ lại lấy súng đi cái. Sau đó rằng là chúng ta sẽ chuẩn bị đi level pop in Bolton. Rồi ok. Xử lý nó thật nhanh cái nào. Chắc là chúng ta sẽ cần phải cho thêm là cái Army Drill hoặc là Offense gì cái. Vậy từ được cái gì ấy? Mình hơi phí đồ đấy, mình hơi phí tiền đấy. Thôi kệ đi cái, và chúng ta cứ để cái Volunteer Only cái đi. Bởi vì chúng ta vẫn chưa cần thiết là để làm cái gì lắm cả.
partial mobilization đi cả nhỉ. Rồi ok, cũng đang khá là ngon đó. Và chúng ta về production thì cũng đang khá là ok này. Cho tôi thêm về cái việc rằng là máy bay. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, what the fuck. Ok, declare war nào. Declare war và call allies rồi ok. À đợi tí nào. Sau đó là chúng ta sẽ làm ties to the Riverlands để chúng ta sẽ declare war bọn nó này. Sau đó rằng là máy bay chúng ta đâu. Đâu hết rồi. Đây, máy bay từ đây cái nào. Mà chúng ta sẽ cần thêm bay từ đây này. Được chưa nào? Rồi ok, bọn máy sẽ bay bầu trời đây này và bắn lên tàu này. Air superiority close air support và chúng ta sẽ triển khai được chưa? What the fuck Ravos? Call to war, stop ocean war. Rồi ok, triển khai cái nào. Chúng ta làm khá ok đấy. Intervene in the Riverlands, ok này. 70 ngày, chúng ta sẽ làm được con này. Tấn công một xử lý thủ đô nó tao cái. Chắc là puppet đấy nhở, sau đó chúng ta sẽ làm cái gì bây giờ. Pass và chúng ta sẽ chiếm nó cái tỉnh này cái pass pass rồi ok 109 điểm đã xong và done. Chúng ta có thêm bao nhiêu nhà máy, không có quá nhiều và bọn này bị suy yếu hoàn toàn luôn rồi. Ok và chúng ta sẽ triển khai cái hạo này xuống phía nam với cái nhỉ. Từ đi add unit được không, click to assign Rorik Classo or something, I don't know. Rồi ok, xuống phía nam một cái. Và chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị chiến tranh của bọn nó đi. Sẽ khá là khó khăn đây. Thế này chúng ta quá mạnh ấy. Thế luôn ấy là cái thằng Robert Baratheon kia chắc chắn là không cho đâu. Xe tăng rồi, nghiên cứu tôi xe tăng mới cái nào. Light tank level 2 này. Sau đó rằng là chúng ta sẽ cần phải làm gì rồi nhỉ. Vũ khí chúng ta đang khá là full đấy. Thì bây giờ chưa mua thêm cái. Và X này, add unit này. Sau đó rằng là chúng ta sẽ cần chuyển đổi cái bọn này sang thành là Motorized Infantry đi. Motorized thời như này cái đã nhá. Sau đó chúng ta sẽ chung bộ đi cái nào. Đẩy ra đây. Rồi ok, đã xong. Mày sẽ vào đây. Oh, mấy cái vương quốc kiểu như người Trung Quốc đằng kia nó đang declare với lẫn nhau này. Thì rằng là bọn nó đang quanh đây này. Cái Uthos này là chưa có ai đến đây là cái sao ấy. Có người đến rồi, tuy nhiên rằng là kiểu rừng thiếu nước độc ấy nên là toàn chết đây. Và Kingdom of Land thì mình không biết là tại sao là có hình ảnh kiểu này đây. Beijing, what the fuck. Ok, mình kệ đi cái. Và chúng ta đã có cái declare war bọn Thule rồi. Thì bây giờ rằng là chúng ta đang có sức mạnh khá lớn biên giới này này. Cho tôi cái này cái. Và bây giờ chúng ta sẽ New Military Factory đi nào. What the fuck. Ok, declare war đi guys. Và chúng ta sẽ triển khai nào. Declare war.
chúng ta đang khá thành công đấy, bởi vì rằng là bọn nó cũng đang bị yếu quá mức nên là mình cũng khá là ok này. Mày cho con đội hỗ trợ đi cái. Ô, chơi kiểu deck gì đấy? À, thế mày sao? Có di chuyển đạo quân nào xuống không? Không có. Chúng ta bị thua khá nhiều mặt trận đấy, thì bây giờ rằng là có nên là dừng một chút nhỉ? Tạm thời dừng đi cái nhỉ? Tạm thời dừng đi. Đấy, the bridge hết rồi nhá. Rồi ok. Vị trí nào chiếm được thì chiếm. Sau đó chúng ta sẽ dừng lại một nơi cái đĩa. Nghỉ ngơi đã. Rồi ok, chắc là cố gắng thủ ở đây cái đi nào. Và chúng ta vẫn đang gọi là cũng khá là ok về mặt trận này này. Vũ khí chúng ta cũng đang ngon, cũng không phải đến mức lắm đâu. Mày ra đây hỗ trợ đi coi. Và chúng ta sẽ cần phải có một sự hỗ trợ đây nè. Ra đây tôi coi nào. Xuống đây. Từ chuyển mặt trận này cái nào, cho nó kiểu nó khác nhau một tí đi cái. Mặt trận đây là bọn mày sẽ phải đẩy này lùi ra này. Hả? Tại sao chỗ này đang thua được? Bọn nào đây? Là Kingdom of the Rich á? Sao tự nhiên hỗ trợ đây? Chúng ta sẽ cầm cử bọn này ra này. Merge the selected force này. Và cho tôi cái là convoy escort của này đi. Có lẽ là thôi bởi vì chúng ta không có đủ dầu đâu. Cho tôi thêm máy bay này. Rồi ok này, máy bay đây như nào rồi. Chúng ta vẫn đang khá là ok chăng? Mình nghĩ cũng không phải đến mức lắm đâu, nhưng mà cũng đang hơi có vấn đề một số mặt trận đấy. Sẽ cần phải kiểm tra xem nào. Bọn nó thu linh đang chết khá là nhiều bởi vì là bọn nó tấn công mình liên tục này. Thì cũng ok này. New Military Factories này. Và cho tôi thêm nhà máy dân sự, quân sự đi coi. Thêm nhiều vào. Và đầu tư vào cái gì bây giờ? Expand the old umber mines. Military financing rồi ok. Cái vị trí the bridgehead này chúng ta sẽ bị mất rồi này. Về đây ngay nào. Sao mình khó giữ nhỉ? Thêm máy bay đi cái. Bởi vì rằng là mình ít sẽ cần thêm nhiều máy bay đấy. Và cho tôi thêm khoảng tầm rằng là vài cái sắt này đi cái. À đâu, cái này là cao su. Có khi ý, mày lùi về đây đi. Lùi về đi. Ở vị trí này hơi khó thủ ấy. Và chúng ta cũng đang khá là ok này. Cũng không phải lo lắm này. Như nào rồi? Bọn nó chết khá là nhiều này. Chúng ta cũng có thể đẩy luôn bây giờ rồi đấy. Đẩy được, chúng ta hoàn toàn đủ sức luôn. Bởi vì bọn nó thiếu equipment rõ ràng này. Là cái vũ khí nó đang thiếu. Thì chúng ta bây giờ mà đi clear luôn thì chúng ta thắng cách dễ dàng luôn. Tấn công bây giờ rồi đó. Tấn công đi. Phản công lại cái nào. Và chúng ta đang thắng ở phần hết. Hầu hết các mặt trận. Cũng gọi là hầu hết cũng được ấy. Và sang chúng ta sẽ phải chuyển này. Sang mới này. Và quân đội đâu? Ra đây cái nào. Máy đang di chuyển nhanh quá đấy. Như nào rồi? Chúng ta cũng đang chết dần dần khá là nhiều. Tuy nhiên rằng là chúng ta vẫn áp đảo sau bọn Thuli đây. Thì bây giờ rằng là mình đang đẩy khá là tốt này. Giết được cũng khá là nhiều thì cũng ngon thôi. Nhưng mà đây, mày sẽ lùi ở đây nào.
Chắc là thêm phải súng. Chắc phải thêm một súng đi cái nhỉ. Vào đây cái nào. Tình hình bây giờ chúng ta vẫn đang khá là ok, tuy nhiên rằng là sẽ chết khá là nhiều. Và để mà nói tìm được chúng ta declare war luôn với bọn Veld Arryn nó hơi khó. Tuy nhiên là bây giờ có vẻ như là bọn Thulin thì bọn không làm gì mình nữa rồi. Thì chắc rằng là bọn nó sẽ vỡ trong khoảng tầm là một thời gian nữa. Vỡ trận hoàn toàn lắm rồi ấy, thì chúng ta vẫn đang khá là ok này. Mày sẽ chạy nhanh từ đây luôn này. Chạy thẳng về Riverrun luôn đi cái. Bọn nó gần như là bị bỏ mặt trận phía tây này rồi này. Thì chúng ta chạy thẳng ra Riverrun này cũng dễ thôi. Chiếm. Rồi ok, và đã xong. Thắng chưa? Chưa thắng à? Harrenhal. Đó đi cái nào. Cái này quả dễ luôn ý. Icon Hall. Rồi ok, mày chiếm nó vào đây cái. Chưa chết. Mẹ, khỏe đấy. Ok, chiếm toàn bộ cái nào. Không được, đợi tí. Reset nào. Pass. Rồi ok, và chúng ta stack offset đi cái. End turn. Và đã xong. Done. Tất cả bọn mày sẽ tập trung sang biên giới này. Và chúng ta sẽ chuẩn bị declare luôn với bọn nó đi cái. Đây, vào đây nào. Thay nhà máy thì chúng ta sẽ cần vào thêm vào cái xe bán tải này. Máy bay, bọn máy sẽ lùi đây này. Bay lên bầu trời khu vực The Veil này là cái nào. Và chúng ta sẽ triển khai thêm cái đi. Bởi vì chúng ta có lực lượng máy bay của bọn Thulin để lại thì chúng ta cũng đang ok, không phải đến mức lắm đâu. Nhập vào đi cái. Đây. Rồi ok. Nghỉ ngơi một chút nữa nhá. Rồi chúng ta mới declare war này. Sau đó rằng là về quân đội chúng ta sẽ cần lấy thêm này, 3 sư đoàn đây này. Và cho tôi thêm một sư đoàn xe bán tải đây này. Đâu rồi? Sư đoàn mấy bọn này cũng khá đông ấy, nhưng mà chúng ta mình nghĩ rằng là cũng sẽ khá là ok này. Declare war này. Và chúng ta đang bị tấn công ở nhiều nơi này. Và bây giờ chúng ta sẽ có sự hỗ trợ của Bravos ở đây. Ok, khá là ngon. Và còn lại thì chúng ta vẫn đang xem là bọn nó sẽ tấn công mình hay không. Kiểu bị tấn công bọn đẩy vào diện rộng vào khu vực của mình ấy, thì rằng là điều đó mới có lợi cho mình. Vãi cứt Baratheon chết rồi á. Cái đấy hơi có vấn đề đấy. Baratheon mà chết rồi, chúng ta đang hơi có vấn đề bọn Lannister đấy. Nếu bây giờ chúng ta mà tấn công đây thì sao nhỉ? Có được nổi không? Tấn công bây giờ chúng ta vẫn đang hơi fail một chút đấy. Nếu mà nói về sức thì chúng ta vẫn đang hơn về bọn nó. Bọn nó tấn công mình thì cũng ok thôi. Dầu mỏ, quên mất. Dầu mỏ. Chết nào. Và có ai mà mua, có bán mình không? Tầm là mình muốn mua 5 cái thôi. Ok, đang bình thường rồi đó. Bây giờ mà bọn Lannister tấn công mình là mình sẽ chết luôn đấy. Bọn này quá vững ý, mà chúng ta không làm gì được ý. Chỉ có vị trí trên này là bọn nó tấn công mình thôi, thì chúng ta vẫn đang ở ok này. Không phải lo lắm này. Cho tôi thêm cái delay nữa này.
Chắc là cứ để tấn công đã, rồi chúng ta mới tính sau này. 33 nghìn người chết rồi này. Ok, cũng chưa phải nói gì lắm. Bolton đưa tôi khoảng tầm là 3 sư đoàn bọn máy đi coi. What the fuck? Tại sao? 18-35 à? Cái này hơi có vấn đề đấy. Thôi bọn mày sẽ lùi đây này. Và cho tôi cái là phòng thủ ở khu vực này. Cản đi nhá. Tất cả cản đều phòng thủ này. Chúng ta không đủ lực lượng đâu, nhưng mà cứ thử đi coi. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Vào đây. Rồi ok, ra đi cái nào. Và cho tôi thêm 3 sư đoàn này đi cái. Ra đi phòng thủ. À lại đi chọc sau lưng người ta thế vậy chứ lại. Tấn công thử nào. Như nào? Cũng đang gọi là ok thôi. Mày nghĩ rằng là cũng được. What the fuck? Thôi rồi, chúng ta giờ đang hơi fail quá rồi đấy. Tất cả máy là chúng ta sẽ cần bỏ mặt trận ra này. Lùi về vị trí này này, fallback line là về khu vực The Neck này này. Máy bay cũng về nốt này. Máy sẽ bay ở đây này. Chúng ta bị vỡ trận đây rồi. Mình không cần, cái này mình không cần lắm. Tất cả mày lùi về, lùi về, lùi về, lùi về, 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 về. Chúng ta bị vỡ trận đây rồi. Mình không ngờ rằng là bọn nó làm thế mình. Ok, ngon 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 ngon. Mày sẽ lùi đây hỗ trợ này, cho tôi vào đây này. Mày cũng vậy này. Cũng sẽ cho tôi một cái lực lượng hỗ trợ phòng thủ đây này. Nadi Kai. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, đừng có cố thủ đây nữa. Mày sẽ lùi ra đây này. Hiện tại là chúng ta không đủ sức bọn xử lý bọn nó đâu. Nên là cứ tạm thời phải rút lui tạm thời đi vậy. Bình tĩnh, chúng ta sẽ quay lại. Không phải lo đâu, không phải lo. Vài sư đoàn sẽ mất đây này. Mày, hủy đi cái. Bọn này sẽ phải hủy rồi, không bỏ, không giữ được đâu. Mày sẽ cứ thủ mấy vị trí đi này. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đây bỏ này ra đi cái. Chúng ta sẽ lùi ra khỏi phía bắc này cái nào. Mọi thứ đang hơi khó khăn với mình quá, nhưng mà chắc là cũng sẽ ok thôi. Chúng ta đang gọi là cũng không đến mức lắm đâu. Mày bay đây này. Thêm nữa này. Rồi ok, xong hết chưa? Merge vào nhau đi cái nào. Rồi ok, chúng ta có vị trí phòng thủ đây rồi thì cũng khá là ngon. Và mình không phải sợ nữa. Số 8.000 người và chúng ta chết khá là nhiều người trong cái cuộc phòng rút lui về đấy này. Bây giờ rằng là bọn nó sẽ tấn công mình và chúng ta cũng sẽ ok thôi. Không phải lo lắm. Mình nghĩ rằng là mình không phải sợ ai cả. Sao cái vị trí này mình bị yếu nhỉ? Cứ thủ đây cái. Rồi chúng ta cũng đang giết khá là nhiều người bọn nó đấy. Bao giờ rằng là mình giết được 500.000 người thì chúng ta cũng sẽ khá là ok này. Ồ vãi cứt, vãi cứt, vãi cứt, vãi cứt, vãi cứt. Đợi tí. Mày có đạo quân nào không? Ra đây, request forces 4 cả 3 thằng sư đoàn bọn mày. Ra đây. Ơ? Không được. À không phải quân đội bọn mày à? Mệt mỏi nhở. Thôi rồi, bọn mày sẽ ra đây. Hỗ trợ bọn này coi. Và bọn mày sẽ lùi về đây nào. Và chúng ta sẽ thủ như này. Với lượng như này chúng ta chắc là cũng sẽ thủ ok thôi. Không phải lo lắm đâu. Mày sẽ lùi đây hỗ trợ này. Mau lên nào, chúng ta sắp thua đấy. Sắp thua rồi, sắp thua rồi, sắp thua rồi. Quay ba lầu này. Thôi rồi, vậy thôi hôm nay sẽ nghỉ tại đây nhá. Bởi vì rằng là mình nghĩ là mình sắp hết thời gian rồi.
Thế thôi, thì mai mình sẽ quay tiếp. Bye bye.